Chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con luôn sát cánh, luôn đồng hành cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Và xem kênh bấm vào cái nút đăng ký phía bên dưới để cập nhật được những ghe máy mới nhất của năm 2022. Hôm nay lên cho bà con mình một chiếc ghe du lịch. Dạ, chiếc này tầm khoảng 6 tấn nha. Giá cũng rẻ, đi Isuzu 3. Hộp số dầu Isuzu 3 luôn nha cô chú anh chị nha. Có mùi, có hoa lăng, có dán sạp đầy đủ hết rồi. Giá rẻ quá trời cho nên là em quay luôn. Mời cô chú anh chị mình xem clip ngày hôm nay. Mời bà con. Giới thiệu cô chú anh chị thì hôm nay vừa được một em ghe dán đò du lịch Cần Thơ. Bà con ai có nhu cầu thì liên hệ nha. Ghe hiện tại đang nằm ở chợ Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long. Mũi trẻ, đít bằng. Có mùi dán sạp cao sẵn nha bà con. Mùi bạc sẵn rồi. Lá qua lăng trước. Mê nhôm. Dạ nổi cao nước lắm nha cô chú anh chị. Mặt dễ thương cực kỳ luôn nè. Kích thước thì ngang 2m, dài 12m rưỡi. Ồ có cái kết trước nữa bà con. Quá lịch sự luôn. Mê nhôm nha bà con. Ở phía trước mũi là có ốp nguyên miếng sắt luôn. Dạ từ trên ốp xuống ốp tới cái mặt dựng luôn á cô chú anh chị. Đằng sau có bửng nước. Máy thì chạy máy 3. Tí xíu nữa xuống dưới sẽ lấy chi tiết hết tất cả mọi thứ cho bà con. Và giá thì anh chủ anh báo 49 triệu thôi cô chú anh chị. Chỉ 49 triệu thôi nha. Ghe 6 tấn. Con này về bà con mình làm đò du lịch được nè. 49 triệu thôi nha cô chú anh chị. Rất là dễ thương luôn. Tổng chi tiết thêm nó nè. Đẹp cực kỳ luôn á. Đảm bảo cô chú anh chị mình với cái giá này là mua gì đầu tư được. Kiếm giấy mình đập vô để mình chạy. Rất là ổn nha. Nè, nổi cao nước. Ghe đẹp lắm bà con. Xuất sắc luôn. Rồi, bây giờ em mời cô chú anh chị mình vô phía bên trong nha để xem chi tiết của em đó. Mời bà con. Ngang 2m dài 12m rưỡi. Nè, cái mũi này là sắt không nè. Quá trời đã. Rồi, ok, vô trong thôi. Cái tổng dáng nha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Mê nổi cao nước, be đồng be. 49 triệu chỉ có 49 triệu thôi cô chú anh chị. Dán hình đò du lịch sẵn rồi. Lái qua lăng trước có ghế luôn, mùi bạc sẵn luôn. Dán sạp đầy đủ. Chỉ 49 triệu nha cô chú anh chị. Kích thước ngang dài nhiêu anh còn nắm không? Hai 12 mét rưỡi thì con này nó 6 tấn. 6 tấn nha bà con. Quá đẹp luôn, nổi đẹp quá. Xuống. Giờ vô trong nha cô chú anh chị. Coi tình hình của em nó. Ngang 2m và 12m rưỡi. Ghe 6 tấn. Về làm ghe gia đình, ghe câu, ghe ăn uống ca hát trên sông được nha cô chú anh chị nha. Rất là rẻ luôn, có 49 triệu thôi cô chú anh chị. Ôi, quá trời đã rồi ta. Mặt mũi thì hát, be thì nổi cao nước. Lan can, mui bọng, dán sạp gì có đầy đủ hết rồi. Rồi giờ vô trong nha bà con nha. Giờ đây là chi tiết phía bên trên nè cô chú anh chị. Mũi này là theo dạng Cần Thơ nè. Dát nhôm hết luôn. Lấy qua lăng. Đây dán sạp thì có đầy đủ hết nè cô chú anh chị. Ghe rất là đẹp nha. Liền lạc. Dán sạp cao sẵn luôn. Ngang 2m. Vị trí phía sau như nút bên đây ngồi nè. Đó là vị trí câu kéo luôn cô chú anh chị. Và ngồi ngắm cảnh chiều chụp hình rồi đó. Chơi cần câu xong ngồi đó. Gác cần. Công đà thì cho bá luôn. Công đà 60. Xíu nữa mình dỡ cái máy nha. Bây giờ mình đi chi tiết phía bên hông trước đi. Hai bên nha cô chú anh chị. Rất là đẹp, dán sạp cao quá, đẹp quá. Ổ khóa đề, báo sạc, chìa khóa, cần số, là qua lăng. Hai bên nè cô chú anh chị, 49 triệu à. Đảm bảo cô chú anh chị xuống đây coi con này là khoái liền. Giá quá trời rẻ luôn mà, có dán sạp cao nữa. Rồi, những bà con nào ở Cần Thơ thì chiếc này chắc vô đài rồi. Đi trời đất coi. Tưởng nguyên tấm không à, té luôn. Giờ không có nhu cầu sử dụng nữa, anh bán lại cho bà con mình. Ốp ga có nè, một đôi 520 ốp ga. Ghe thì đẹp lắm cô chú anh chị. Mấy nay mưa gió rồi anh ngủ quá, anh làm biến rồi. Anh bán lại cho cô chú anh chị mình giá rẻ luôn, 49 triệu rồi. Than bọng thì cây nào cây nấy nó tổ mẹ luôn, chà ba lửa luôn bà con. 49 triệu thôi nha bà con. Đã quá, dở thêm cái nữa đi. Chỉ 49 triệu thôi, ghe hiện tại đang nằm ở chợ Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long. Nước trong gieo là biết rồi. Mưa tới, công đà 60 không á nha bà con. Sạch đẹp quá. Mưa gió rồi anh uổng quá, anh bán giá rẻ luôn nè. Bà con mình ai có ngay đài thì mua về sử dụng. Dạ như ở Cần Thơ rồi bà con mình có mua về chạy khách á. Vậy thì lấy con này, giá rẻ cực kỳ nha, 49 triệu. Dán sạp này là dán sạp sau luôn nha bà con. Nè. Bằng cây sau luôn. Máy luôn. Bình 100, máy luôn. Máy gì không biết luôn.
Ui. Đủ. Isuzu 3. Thể luôn. Isuzu 3 bà con. 30 ngựa. 2700 tua. Hộp số dầu luôn. Nhấc cái thùng qua bên luôn đi anh. Có bơm nước. Có bơm nước luôn. Đầu ly. Còn dương rảnh nè bà con. Về kéo điện mình kéo. Trời ơi, Isuzu 3 luôn trời. Số gì đây? Trời, số bự hơn cái máy nữa. Số Yamaha. Yamaha. Rồi cái hộp số nó bự hơn cái máy nữa bà con. Đã. 535 tiếp 76. Cái gì nó cũng bự hết vậy trời. Còn gì sao nữa nè? Thùng dầu hả anh? Thùng dầu. Giá 49 triệu bà con ơi. Quá chùa đất nghĩa rồi. Không đi rồi đậu mưa này tắt nước rồi bán lại bán rẻ cho con trời. Rồi, bà con ai có nhu cầu thì đến trực tiếp chợ Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long xem ghe và có thương lượng không? Thương lượng nhẹ thôi, không có tiền dầu chạy gì hết. Vậy là có cho tiền dầu cho bà con mình về luôn. Dạ, ai có nhu cầu thì liên hệ hoặc đến trực tiếp chợ Đồng Phú để xem và thương lượng nha. Hẹn lại bà con vào những video tiếp theo và xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào năm giờ chiều mỗi ngày. Cảm ơn bà con. Isuzu 3 luôn nghe, giá có 49 triệu à, quá rẻ.